Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh đã đến thăm chúc mừng trường cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy đánh giá cao trường cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyển sinh, giáo dục, đào tạo, đáp ứng nguồn nhân lực cho thành phố và khu vực và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên nhà trường, trưởng ban tuyên giáo thành ủy mong muốn thời gian tới trường tiếp tục làm tốt hơn nữa việc đào tạo nhân lực công nghệ thông tin đây sẽ là nguồn nhân lực quan trọng trong ngành bán dẫn của thành phố lãnh đạo nhà trường cũng hứa sẽ nỗ lực hơn trong công tác đào tạo nhân lực cho đà nẵng